vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 3 nghị quyết. Cả nước chung tay vì đồng bào miền Trung. Nguy cơ lở núi, Ninh Bình di dời khẩn cấp các hộ dân. Cần quản lý chặt chẽ khi học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp học. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Kỳ họp chia làm 2 đợt, đợt 1 diễn ra từ ngày 20 đến 27 tháng 10 theo hình thức họp trực tuyến, đợt 2 Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội từ ngày 2 đến 17 tháng 11. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, tiếp nối thành công của kỳ họp thứ 9, kỳ họp thứ 10 được tiến hành thành 2 đợt, đợt 1 họp trực tuyến và đợt 2 họp tập trung. Đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ, là dịp để Quốc hội nhìn nhận lại những vấn đề mà Quốc hội đã khẳng định với cử tri trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Kỳ họp tập trung vào những nội dung quan trọng. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn trong 5 năm 2016-2020, phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ năm 2020, do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, bão lũ, nên một số chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra không đạt được. Vì vậy, đòi hỏi các vị đại biểu Quốc hội cần phải phát huy cao độ tinh thần, năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện năm 2020 và cả nhiệm kỳ này. Dự báo trong giai đoạn tới để xác định phương hướng giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững hơn. Cùng với đó, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 4 dự án luật khác nhằm bảo đảm tốt hơn nữa quyền con người, quyền công dân, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Quốc hội cũng sẽ tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến hành công tác nhân sự và thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp được cử tri cả nước quan tâm bởi hoạt động của Quốc hội sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, nhiều dự án luật quan trọng sẽ được thảo luận và thông qua. Vậy cử tri đặt kỳ vọng như thế nào vào kỳ họp lần này? Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang tác động mạnh mẽ đến mọi hoạt động thương mại toàn cầu. Tại Việt Nam, mặc dù đã được khống chế, nhưng hậu quả của đại dịch là không hề nhỏ. Các cử tri đánh giá chính sách hỗ trợ của chính phủ cho những đối tượng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 thời gian qua là kịp thời, sát với thực tế. Tuy nhiên, việc triển khai gói hỗ trợ còn chậm. Nghiên cứu cũng như là cần phải có một cái cơ chế cụ thể hơn để làm thế nào được là cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ có thể đến được những cái nhóm phụ nữ rơi cư, bởi vì bản thân họ cũng đã gặp phải rất nhiều những cái rào cản trong cái việc là ví dụ như không có đăng ký thường trú hay là đăng ký tạm trú ở các cái khu vực đô thị. Ngoài ra, vấn đề khó khăn hiện nay là tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phục hồi, phát triển kinh tế. Cử tri mong muốn sao cho các chính sách hỗ trợ được đơn giản hóa, tiếp cận nhiều người dân, doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh. Nên thông báo rộng rãi đến chúng tôi và công bố những các cái điều kiện để những người được hỗ trợ như thế nào đấy, và cái thủ tục nó phải không rườm rà, không phức tạp. Các cử tri cũng mong muốn Quốc hội sẽ bàn luận và có giải pháp về các vấn đề dân sinh xã hội tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như vấn đề sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 thời gian vừa qua, hay việc cần sớm đưa ra giải pháp để giảm tải cho học sinh. Kéo dài cái thời gian học âm cho các cháu và cái phần tập đọc giảm đi một chút, bởi vì chúng mình là những người mà trực tiếp giảng dạy, trực tiếp tiếp cận với các cháu, thì thực sự là cái chương trình này thì các cháu rất khó tiếp cận. Cũng có thể là xem xét xem ở đây đó là với những cái bài mà hai cái âm ghép trên một bài đó thì nếu có thể thì giảm tải xuống còn một âm thì đối với lại học sinh trong cái quá trình thực hiện thì nó sẽ thuận hơn.
Cùng với đó, cử tri và nhân dân kỳ vọng kỳ họp thứ 10 tiếp tục đổi mới trong công tác lập pháp, nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, hoạt động giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Trong khi cả miền Trung đang oằn mình bởi lũ bão gây ra, nhiều thiệt hại về người và của được ghi nhận tăng lên mỗi ngày. Nhiều cơ quan tổ chức đã phát động chương trình ủng hộ nhằm chung tay làm vơi đi vất vả khó khăn của đồng bào miền Trung. Chiều ngày 19 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt với số tiền quyên góp được khoảng 350 triệu đồng. Còn toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan ban tuyên giáo Trung ương đã dành tối thiểu một ngày lương ủng hộ đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn bộ số tiền vận động quyên góp sẽ được chuyển trực tiếp về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời giúp đỡ đồng bào các tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương cũng đã thu được số tiền ủng hộ là gần 600 triệu đồng để kịp thời gửi ủng hộ đồng bào đang bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, mỗi tỉnh 200 triệu đồng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có mưa lớn gây sạt lở núi ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Chính quyền địa phương đã tổ chức di rời khẩn cấp 10 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu lở đá tại núi Vườn Gà, huyện Hoa Lư đã yêu cầu chính quyền xã Trường Yên lập vành đai, đặt chốt trực canh để cảnh báo người dân và tổ chức di rời khẩn cấp các hộ dân ở trong khu vực nguy hiểm. Theo ước tính ban đầu, khối lượng đá có nguy cơ sạt lở vào khoảng 2.000 mét khối. Tuy nhiên sau đó, theo đánh giá của các lực lượng chức năng, khối lượng sạt lở còn lớn hơn rất nhiều. Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 10 hộ dân với 26 nhân khẩu ở sát chân núi đến tạm trú ở nhà người thân và nhà văn hóa thôn. Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lư yêu cầu xã Trường Yên tiếp tục tuyên truyền cho người dân trong khu vực với mục tiêu cao nhất là để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho bà con, đồng thời giao cho cơ quan chuyên môn lập phương án xử lý an toàn đối với khu vực có nguy cơ sạt trượt. Trong ngày 19 tháng 10, phải tiếp tục tổ chức sơ tán 14 hộ dân khác ở khu vực vùng đệm có nguy cơ cao đến nơi an toàn. Ngân hàng Thế giới vừa công bố cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2020, trong đó nhận định GDP của Việt Nam có thể đạt tăng từ 2,5 đến 3% trong năm 2020 với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ và sâu rộng hơn trong thời gian tới. Kinh tế Việt Nam đã phục hồi trong quý 3 với mức tăng trưởng đạt 2,62% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng 0,39% của quý 2, bất chấp dịch COVID-19 tái bùng phát ở Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Ngân hàng Thế giới nhận định tốc độ phục hồi kinh tế của Việt Nam trong quý 3 vững chắc hơn nhờ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ đều tăng gấp đôi trong tháng 9 so với tháng 8. Dù đưa ra dự báo tích cực, ngân hàng này vẫn cảnh báo Việt Nam cần đặc biệt chú ý tới việc giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính công và khu vực tài chính trước những bất ổn trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thu hút du khách trở lại Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới hậu Covid-19, Việt Nam sẽ phát một video quảng bá du lịch trên kênh CNN châu Á trong 6 tuần. Đây là những thước phim ấn tượng về đất nước hình chữ S của chúng ta. Đoạn phim quảng bá dài 30 giây có thông điệp tạm dịch là khi bạn sẵn sàng du lịch trở lại, tại sao không chọn Việt Nam? Nhằm muốn nhắc lại cho du khách về những nét đẹp cuốn hút của Việt Nam và gợi ý Việt Nam như một điểm đến an toàn hấp dẫn trong năm 2021. Những thước phim ấn tượng về vẻ đẹp của dải đất hình chữ S giúp du khách có câu trả lời về những lý do thuyết phục họ tin tưởng chọn Việt Nam cho các chuyến đi trong tương lai. Đó là sự nỗ lực của chính phủ và người dân tạo nên thành tích về kiểm soát dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân trong đại dịch Covid-19. Tại Hà Nội, lần đầu tiên một bộ sách cổ tích hiện đại về bình đẳng giới dành cho thiếu nhi đã được Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới công bố tới đông đảo bạn đọc sau gần một năm biên soạn. Trong đó, 20% số tiền thu được từ hoạt động bán sách sẽ dành để quyên góp ủng hộ ngôi nhà bình yên, nơi tạm trú và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người và xâm hại tình dục. Báo cáo điều tra quốc gia về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam năm 2019 cho thấy cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ, tức là gần 63% bị một hoặc hơn một hình thức bạo lực thể xác, tình dục, tinh thần và bạo lực kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng gây ra trong cuộc đời và gần 32% phụ nữ bị bạo lực hiện thời. Cho đến nay, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới đã thực hiện thành công điều tra quốc gia lần thứ 2 về bạo lực đối với phụ nữ.
với mục tiêu gắn kết các thành viên, hỗ trợ giúp đỡ nhau để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi. Thời gian qua, câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau làng Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, trở thành điểm tựa vững chắc đối với người cao tuổi. Cô Nguyễn Thị Năm đã hơn 80 tuổi, bị khiếm thị, sống một mình, lại đau ốm thường xuyên, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Thấy vậy, các thành viên trong câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau của làng hàng ngày đã đến chăm sóc, động viên và giúp đỡ cụ. Không chỉ cụ Năm mà trong hơn 2 năm qua đã có 15 trường hợp người già ốm đau cũng nhận được sự giúp đỡ của câu lạc bộ. Tôi cũng thấy là các bác giúp đỡ quá nên là tôi cũng mừng, tôi cũng phấn khởi. Cảm ơn tất cả các bác. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ còn hỗ trợ 23 thành viên vay vốn với tổng trị giá trên 110 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Từ 9 triệu đồng vốn vay của câu lạc bộ, gia đình bà Bùi Thị Thoa đã mạnh dạn đầu tư cây con giống để phát triển vườn cây, ao cá, cải thiện kinh tế gia đình. Trước đây gia đình nhà tôi thì rất là khó khăn. Năm 2018 là tôi được vay vốn của câu lạc bộ Liên Thế Hệ thì là tôi cũng mạnh dạn để đầu tư phát triển kinh tế. Đến nay cuộc sống của gia đình nhà tôi thì nó đỡ khó khăn hơn trước rồi. Thành lập tháng 7 năm 2018, câu lạc bộ đã tạo ra không gian sinh hoạt vui khỏe cho người cao tuổi, được nhiều người dân hưởng ứng tham gia. Đến nay câu lạc bộ có 50 thành viên. Định kỳ vào ngày 16 hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt với nhiều hoạt động như thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ, kiểm tra, truyền thông kiến thức về chăm sóc sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Không chỉ vậy, câu lạc bộ còn vận động các thành viên tham gia vào các công việc của địa phương như dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, làm cỏ đường hoa và khu vực nhà văn hóa, dành ngày công, vật dụng và tiền mặt hỗ trợ gia đình khó khăn trong làng, sửa chữa nhà cửa, thu hoạch mùa màng. Khi chúng tôi được tham gia vào câu lạc bộ này thì điều mong muốn là tạo cho các thành viên có một cái sân chơi vui vẻ và đảm bảo được cái sức khỏe. Cái thứ hai là cũng là xây dựng được cái phong trào của địa phương có cái nhiều hoạt động hơn. Và thứ ba là còn giúp cho các thành viên vào câu lạc bộ người ta có thêm động lực để hòa nhập với cộng đồng và có cái tinh thần tốt hơn trong việc xây dựng cuộc sống gia đình. Với những hoạt động thiết thực, câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau làng Tiểu Quan, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu đã và đang đáp ứng phần nào mong mỏi, nguyện vọng của người cao tuổi là được sống vui, sống khỏe và sống có ích. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trong khi cả phụ huynh và giáo viên vẫn chưa hết rối như tơ vò vì chương trình tiếng Việt lớp 1 mới, thì mới đây Bộ Giáo dục Đào tạo lại công bố dự thảo về đưa tiếng Anh vào giảng dạy cho trẻ mẫu giáo. Dự thảo này khiến nhiều người băn khoăn. Thông tư về chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo vừa được ban hành, ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều phụ huynh cho rằng việc đưa tiếng Anh vào giảng dạy chính thức tại trường mầm non sẽ khiến phụ huynh và học sinh phải thêm gánh nặng cả về kiến thức lẫn học phí. Thì nếu giả sử bây giờ mà mình thêm cái chi phí cho học tiếng Anh thì sẽ khó, bởi vì tùy từng gia đình, có gia đình có điều kiện thì sẽ, mình nghĩ là cái đấy là tốt, nhưng mà vấn đề là tùy từng điều kiện, từng gia đình thì sẽ hợp lý hơn, mà mình đánh giá là chưa nên cho các cháu học tiếng Anh. Thực tế việc triển khai dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non ở các trường tư thì không có khó khăn gì, vì lâu nay việc này vẫn đang thực hiện tốt. Chi phí cho việc học tiếng Anh tính vào chi phí học phí chung để trường tư có được những giáo viên giỏi, có kỹ năng sư phạm về môn học này. Tuy nhiên, việc triển khai dạy tiếng Anh ở cơ sở giáo dục mầm non công lập sẽ khó khăn hơn. Ở trong cấp mầm non của chúng tôi hiện nay thì vẫn chưa có cái định biên giáo viên tiếng Anh. Đấy, cái thứ hai là với đội ngũ giáo viên mầm non hiện nay thì chưa thể dạy được tiếng Anh cho trẻ mầm non. Các cái điều kiện ở những cái vùng khó khăn, các cái điều kiện về cơ sở vật chất thì tôi nghĩ rằng là nếu các vùng xa xôi khó khăn thì có thể cũng chưa có những cái phòng ngoại ngữ. Bên cạnh đó, các chuyên gia cho rằng việc học tiếng Anh trong trường học hiện nay còn thiếu đồng bộ. Có một thực tế là sau nhiều năm học tiếng Anh trong trường phổ thông, đa số học sinh lại không có khả năng hoặc không tự tin để giao tiếp với người nước ngoài. Cái một trong những điều kiện mà để dạy tiếng Anh tốt ấy thì bắt đầu là phải dạy, nếu mà là dạy từ mẫu giáo thì đến tiểu học, đến trung học các em nó càng phải phát triển hơn,
Chứ nếu mà dạy tốt ở mẫu giáo nhưng lên tiểu học lại không dạy tốt thì lại không có thầy thì lại hỏng. Cùng quan sát. Lâu nay, chúng ta vẫn cứ loay hoay, đi tìm, phân tích nguyên nhân vì sao việc dạy, học tiếng Anh không hiệu quả. Nhiều đề án phát triển môn học này tiêu tốn số tiền khổng lồ, nhưng kết quả nhận được lại tỷ lệ nghịch với con số đầu tư đó. Vậy có cần thiết đưa việc dạy tiếng Anh vào các trường mẫu giáo? Kể từ khi Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư số 32 về điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, dư luận xã hội luôn có những thông tin khác nhau về vấn đề nên hay không nên cho học sinh sử dụng điện thoại di động, nhất là ở thời điểm thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 tới đây. Từ ngày 1 tháng 11 năm nay, học sinh bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông được phép sử dụng điện thoại trong giờ học. Lợi ích của điện thoại trong việc hỗ trợ học sinh học tập là không thể phủ nhận, nhất là trong thời đại 4.0 và đối với học sinh trung học phổ thông. Tuy nhiên, dư luận cũng không khỏi lo lắng những hệ lụy. Việc cho con sử dụng điện thoại hay không là quyền của phụ huynh. Gia đình có điều kiện và đồng tình cho con sử dụng thì cho phép. Cũng chỉ có một số tiết mà cần điện thoại thôi thì cô có thể thông báo từ hôm trước, các con có thể mượn của bố mẹ mang đi để dùng, chứ không nhất thiết là ngày nào học sinh cũng phải có điện thoại hay là học sinh nào cũng phải có điện thoại. Chương trình bọn em được học bây giờ là chương trình VNN thì là có những phần như là phần E hoạt động tìm tòi mở rộng. Không có điện thoại ở trên lớp thì em nghĩ là cái việc tìm kiếm nó sẽ rất khó khăn, nên là cái quyết định sẽ giúp cho bọn em được học tập một cách tốt hơn và tìm kiếm những thông tin chính xác hơn. Cháu đang cái tuổi là thanh thiếu niên nên cái sự chọn lọc thông tin là nó cũng chưa chính xác lắm, thì các cháu lại tập trung vào chơi game thì nên rất ảnh hưởng đến bản thân sức học của các cháu. Khoản 3, điều 41, thông tư 72 năm 2011 về điều lệ trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ, học sinh không được sử dụng điện thoại di động hay máy nghe nhạc trong giờ học. Trong khi đó, thông tư 32 cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động thiết bị khác trong giờ học nếu được giáo viên cho phép và phục vụ việc học. Cả hai thông tư đều không cấm học sinh mang điện thoại tới trường và sử dụng ngoài giờ học. Thực tế hiện nay, có nhiều học sinh đã sử dụng điện thoại di động ngoài giờ học. Do đó, vấn đề cần quan tâm là nên quản lý việc sử dụng điện thoại di động của các em như thế nào, không thể thả nổi, dẫn đến những tác động tiêu cực. Việc đầu tiên là học sinh sẽ phải để cái điện thoại của mình lên trên mặt bàn. Việc thứ hai nữa là mình sẽ nhờ đến một số những cái phần mềm hỗ trợ để quản lý bằng việc là có thể là bây giờ có cái mã QR, mỗi em sẽ phải quét cái mã QR để kiểm soát, và từ cái mã đấy thì mình có thể kiểm soát được các em có tham gia vào đúng cái mục đích cái trang web mà mình yêu cầu hay không, hay là nó làm những cái việc riêng. Em nghĩ là gia đình và nhà trường trước tiên cho sử dụng điện thoại thì cần phải giáo dục về cái vấn đề là điện thoại có những tác hại gì hoặc là có những lợi ích gì để học sinh có thể nhận thức được, và từ đó sẽ đưa cho mình những cái cách sử dụng điện thoại hợp lý nhất và phù hợp với việc học tập. Ngày 1 tháng 11, thông tư 32 chính thức có hiệu lực. Các trường cần có sự định hướng cụ thể với giáo viên và đưa ra những quy định khắt khe để siết chặt việc sử dụng điện thoại di động ngay cả trong mục đích học tập. Công an thành phố Hà Nội mới đây đã có văn bản gửi ban giám hiệu các trường học trên địa bàn cần ngăn chặn hiện tượng học sinh mua kẹo thuốc lá của một số hàng rong xung quanh cổng trường. Loại kẹo này có giá khoảng 2.000 đồng và có bao bì giống với thuốc lá thật. Theo Công an Hà Nội, các loại kẹo thuốc lá đều là sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng. Vì vậy, việc tiêu thụ sản phẩm có thể có những tác hại nhất định. Ngoài việc yêu cầu nhà trường tăng cường các biện pháp quản lý học sinh trước giờ vào và sau giờ tan học, văn bản cũng yêu cầu các bậc phụ huynh lưu ý không để con em mình mua kẹo thuốc lá, ăn quà vặt xung quanh cổng trường. Nếu phát hiện các trường hợp phức tạp có liên quan, cần thông báo kịp thời cho công an nơi gần nhất. Theo báo cáo tổng kết 12 năm thi hành luật phòng chống bạo lực gia đình, tổng số vụ bạo lực gia đình mà các địa phương đã phát hiện lên tới gần 300.000 vụ. Số vụ bạo lực gia đình đã giảm dần qua các năm. Tuy nhiên, trong số gần 1,4 triệu vụ án ly hôn tòa án đã giải quyết, có trên 1 triệu vụ xuất phát từ nguyên nhân bạo lực gia đình như bị đánh đập, ngược đãi, vợ hoặc chồng nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc. Ngoại tình chiếm 76,6% các vụ án ly hôn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng hiện nay chưa có quy định hỗ trợ đền bù thiệt hại cho những người tham gia can ngăn hành vi bạo lực gia đình. Công tác khen thưởng tuy đã có hành lang pháp lý nhưng chưa đầy đủ. Số người được biểu dương khen thưởng trong phòng chống bạo lực gia đình còn hạn chế, từ đó dẫn đến không khuyến khích được các cá nhân tham gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian.